Rồi, các anh chị thực hành bằng cách là vào cái nghĩa thực hành ha. Rồi. Chủ nhật tuần rồi á thì mình đã học về hội quy. Và một kiến thức quan trọng nhất là các anh chị phải nhìn để biết được đâu là đầu vào và đâu là đầu ra. Ví dụ như bài 5 này ha. Ví dụ như bài tập số 5 này, người ta cho một cái tập dữ liệu gồm có 3 thông tin. Thứ nhất là độ tuổi, BMI và cholesterol. Và người ta mong muốn mình là viết một cái phần mềm để có thể là tính chỉ số cholesterol dựa trên là độ tuổi và chỉ số BMI. Ủa, không nghe hả ta? Các chị khác có nghe không? Dạ nghe thầy ơi. Nghe thầy ơi. Rồi, cảm ơn. Rồi rồi rồi, cảm ơn. Giờ thầy nói lại ha. Thì cái bài mà hội quy á, nghĩa là mình sẽ giữ cái nhãn của bài hội quy, nó sẽ khác với cái nhãn của bài phân lớp là gì? Cái nhãn của bài hội quy nó khác với bài phân lớp, nó nằm ở cái chỗ là cái nhãn bài phân lớp là rời rạc và bài hội quy á là nó là liên tục. Ví dụ như bài này nha, bài số 5 này là chúng ta sẽ dự đoán cholesterol dựa trên độ tuổi và chỉ số BMI, đúng không? Thì để làm được gì đó thì chúng ta phải cần cái dữ liệu, và ở đây là cho 18 người. Thật ra thì trên thực tế không, 18 người không đủ đâu, trên thực tế khoảng chừng 1.000 người mới mới được, nhưng mà đây là bài tập, do đó là chỉ là 18 người mà thôi nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ có dữ liệu của 18 người như thế này, thì đó là cái thứ nhất, được không? Cái thứ nhất các anh chị cần phải nắm về mặt lý thuyết này, đầu vào là gì và đầu ra là gì, được chưa? Ví dụ như bài này nửa đề thi thầy cho làm sao, thầy thầy hỏi là thí dụ như câu thứ nhất là cho tập dữ liệu như hình sau. Người ta mong muốn dự báo chỉ số cholesterol dựa trên độ tuổi và BMI. Anh chị hãy cho biết bài toán này là bài toán gì, vì sao? Được không? Câu thứ nhất. Câu câu này các anh chị trả lời sao? Hy vọng rằng là giờ các anh chị chắc thuộc lòng luôn cái câu cái lời giải không? Lời giải là đây là bài toán hồi quy vì tập dữ liệu có nhãn, đúng không? Nhãn là chỉ số cholesterol và nhãn là có giá trị liên tục, được không? Rồi tiếp theo nữa là các anh chị xác định đâu là đầu vào và đâu là đầu ra. Đầu vào là độ tuổi, BMI, và đầu ra là cholesterol, được chưa? Rồi các anh chị phải xác định được là gì, các anh chị phải xác định tiếp là cái phương trình tổng quát, phương trình hội quy tổng quát. Phương trình hội quy tổng quát là nó có dạng gì các anh chị? H bằng theta không cộng theta một nhân cho gì, nhân cho độ tuổi cộng theta hai nhân cho BMI, được không các anh chị? Các anh chị khi mà nhìn tập dữ liệu, các anh chị phải biết được cái dạng của phương trình hội quy ha. H bằng theta không cộng theta một nhân độ tuổi cộng theta hai nhân BMI. Vậy thì mình thực hành là mình làm cái gì các anh chị? Mình thực hành là mình sẽ đi tìm theta một, theta không là bao nhiêu, theta một là bao nhiêu, theta hai bằng bao nhiêu, được không? Thực hành là mình phải viết nha, mình viết một đoạn code bằng Python để tìm ra giá trị của beta không, theta 1 và theta 2. Thực hành là viết code Python để mình đánh vô cho anh chị rõ, viết code Python để tìm giá trị của theta 0, theta 1 và theta 2.
Được không? Ví dụ ha, đối với bài này. À. Thì thực hành thật ra nó cái code nó dễ lắm, nó gần như giống nhau tất cả các bài. Rồi. Và bước tiếp theo là gì? Bước tiếp theo là thí dụ như là mình cho là thí dụ như là anh Linh ha. Anh Linh là độ tuổi là 24 tuổi. Chỉ số BMI là 20.6. Vậy thì bây giờ chúng ta ước lượng chỉ số cholesterol của anh Linh được không? Thì dựa trên cái phương trình theta mình mới tìm ra nãy đó ha. Dựa trên phương trình này nè, mình mới thay là gì? Tuổi của anh Linh là 24 tuổi ha. BMI là bao nhiêu? Mình thay số vô. Và mình đã có là theta 0, theta 1, theta 2 rồi đúng không? Thì mình sẽ tìm ra được là chỉ số cholesterol. Anh chị hiểu cái ý nghĩa của bài hội quy không? Bạn nó cũng khá là đơn giản thôi chứ nó không... à. Rồi. Thì bài hội quy này mà về thực hành thì bài 1 gần như là các anh chị không làm gì hết, các anh chị chỉ cần gõ lại thôi, nhưng mà các anh chị cố gắng hiểu. Ví dụ như ở đây nó cho hai cái biến. À, biến x và biến y. Các anh chị có thể hiểu biến x là gì không? Biến x là chiều cao đúng không? À, biến x là chiều cao cm, y là cân nặng đúng không? Thì các anh chị có thể là xây dựng mô hình để mà thể hiện mối quan hệ giữa chiều cao và cân nặng đúng không? À, thì ở đây có những cái kỹ thuật các anh chị cần phải biết, đó là biểu diễn tập dữ liệu. À, nữa trong đồ án các anh chị nên là làm được mấy cái chuyện này nha, cho mà bạn có thể là các anh chị code không được tốt lắm thì ok. Mấy cái mà thí dụ như hội quy này nọ các anh chị có thể làm không ra, nhưng mà các anh chị cố gắng cũng vẽ được cái này vẽ cái nọ, rồi ít nhất là các anh chị gì, các anh chị vẽ cho nó sale được không? Đó. Ví dụ như các anh chị làm không được thì các anh chị đưa dữ liệu cho nó sale, các anh chị phân tích về mặt đồ thị ha, vẽ được đồ thị này đồ thị nọ ha. Và đừng nói là Excel mà cũng làm không được nữa thì hơi kẹt ạ, đúng không? Ít nhất là chúng ta làm được trên Excel. À. Thì đầu tiên là mình nạp cái dữ liệu vô, thì ở đây là dữ liệu là cho tập dữ liệu. À. Ngoài ra các anh chị là có thể là nạp dữ liệu bằng cách là đọc file để coi cái bài 2. Đây, à. Cái bài tiếp theo là bài 3 là các anh chị đọc từ một cái file vào. À. Các anh chị đọc file vào, các bạn các anh chị gọi cái hàm là readcsv. Hôm bữa như anh Khoa xây sở cái gì đọc hơn biết là anh đã làm ổn chưa ha. Đọc file rồi trên cái Google Classroom, rồi trên cái hệ thống e-learning của mình á, là mình có post lại mấy cái bài thực hành của mấy học ứng dụng á các anh chị. Các anh chị có thể thực hành lại. Thật ra cái môn này với môn máy học ứng dụng là gần như là giống nhau. Mình không dạy khác nhau nhiều quá sợ các anh chị học không nổi, có nhiều kiến thức nhớ là mình dạy cũng gần gần như là nó lặp lại cũng là ít nhất là 60%. Nó chỉ có 40% cái mới thôi, ví dụ như là gì? Xử lý tập dữ liệu không cân bằng, đúng không? Ví dụ vậy. Xử lý tập dữ liệu không cân bằng thì như thế nào? Rồi. Các anh chị cần phải nắm một cái kỹ thuật, đó là dựng biểu đồ nha. Các anh chị cố gắng là phải vẽ được biểu đồ. Rồi các anh chị thấy là xây dựng mô hình hội quy có bao nhiêu câu lệnh các anh chị? Xây dựng mô hình hội quy có 4 câu lệnh rồi thôi, đúng không? Nó giống như là gì? Nó giống như là bữa các anh chị làm về gì KNN này, cái định này, BZ đúng không? Thật ra nó khác nhau câu lệnh nào các anh chị? Nó khác nhau cái câu lệnh này nè, đúng không? Đó, nó khác nhau câu lệnh này là model bằng cái gì? À, model bằng model linear regression hay là gì? Model bằng model chấm gì? Decision tree hay là chấm Bayes, đúng không? Phần lớn là thật ra cái đoạn code thì nó chỉ khác nhau, là nếu mà anh chị để ý nó chỉ khác nhau chỗ này thôi. À, cái đoạn code chính đó. À, các bài thực hành nó gần như giống nhau. Rồi, ok. À. Thì khi mà các anh chị đã xây dựng được mô hình hội quy xong rồi, thì cái bài một nó có một vấn đề là cái mô hình này á, khi mà các anh chị vẽ cái biểu đồ ra
các anh chị sẽ thấy là có một cái điểm mà nó bị nhiễu, nó bị là bất thường, nó khác so với những điểm khác, thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến môn phương trình hồi quy của mình. Các anh chị chỉ cần bỏ cái điểm đó ra, đó là bài 2 đó. Bài 2 là chúng ta chỉ cần bỏ cái điểm đó ra, là nó ổn. Bài 2 nó y chang bài 1 thôi, mà nó có thêm một cái điểm nhiễu nữa. Các chị sẽ có một cái điểm nhiễu, và khi có điểm nhiễu thì mô hình nó trở nên là sai. Các anh chị chỉ cần bỏ liền thôi. Do đó là cái môn khai phá dữ liệu này á, thì cái việc mà quan trọng á, là nó nằm ở tiền xử lý dữ liệu. Các anh chị phải tìm ra được những cái điểm bất thường, những điểm nhiễu nếu có. Thì mà để tìm ra, một trong những phương pháp kỹ thuật đơn giản là cái gì, các anh chị dựng lên việc bản đồ. Các anh chị vẽ đồ thị thì các anh chị sẽ thấy được không? Bài 2 các anh chị thật ra các anh chị gõ lại rồi các anh chị nhìn trên cái bản biểu đồ là ok. Rồi bài 3 thì nó cũng đã có code luôn rồi, các anh chị có thử ha, rồi các anh chị tìm hiểu qua từng dòng lệnh nha, chứ không phải là có xong rồi thì thôi. Rồi bài 4 thì để các anh chị tự làm. Bài 5 thì mình đã đưa code lên rồi, được không, đúng không? Bài 5 mình đã đưa code lên rồi. Các anh chị nếu mà làm không được thì các anh chị xem code của bài 5. Tí nữa có thể là mình sẽ đưa những bài còn lại luôn, bài 6, bài 7 để các anh chị tham khảo, được không? Rồi, giờ các anh chị thực hành nha. Các anh chị nên code ở trên Google Classroom hay gì đó, Google Colab á, cho nó dễ. Giờ các anh chị làm bài 1, bài 2. Bài này thì không cần là phải họp nha, tại code nó có sẵn rồi. Thường là mấy bài thực hành các anh chị nộp, các anh chị copy code bài của nhau, các anh chị nộp thôi, nó cũng không có ý nghĩa gì nhiều lắm. Cho đó là thôi, mình cũng không yêu cầu các anh chị nộp làm chi. Thực hành là để thí dụ như sau này các anh chị chọn đồ án nó giống như nó về phương pháp hồi quy, thì các anh chị có cái tài liệu để các anh chị tham khảo. Rồi các anh chị thực hành có gì cần trao đổi thì hỏi thầy ha. Hôm nay chắc lớp mình học tới khoảng chừng 7:30, tại vì sau 7:30 thì mình cũng có một cái lớp khác. Tại chủ nhật này thì phải đi các thi, mình phải đi các thi ở trong Đại học Cần Thơ đó. Mà lớp của mình thì thầy Đạt nói là chỉ có rảnh tối thứ ba thôi. Do đó là hôm nay mình sẽ hướng dẫn các anh chị thực hành. Rồi lúc nào các anh chị rảnh thì các anh chị thực hành tiếp. Giờ ví dụ như các anh chị chịu khó, các anh chị làm bài 1 đi. Để các có gì trao đổi thì các anh chị trao đổi với mình. Bài 1, bài 3 cũng được. Đúng là chủ nhật này không học. Các anh chị nhắn Zalo giùm mình nha. Chủ nhật này không. Tại vì mình không có cái tham gia cái nhóm Zalo của các anh chị. Bữa nay mình hướng dẫn các anh chị một tiếng đồng hồ. Rồi từ đây cho đến chủ nhật các anh chị chịu khó thực hành. Hoặc là xem lại lý thuyết cũng được, tùy. Còn các anh chị nào mà giỏi, các anh chị đâu thử sử dụng ChatGPT nào nọ để giải quyết thử coi. Hay là các anh chị có thể là hỏi, kêu nó cho một vài ví dụ đơn giản và hội quy. Mình thấy ChatGPT nó cũng rất là hay á.
Dạ anh Linh xem màn hình hay là gửi code đi rồi mình mới biết tại sao. Dạ dạ để em xem màn hình. Dạ thầy tắt xe giúp em. Các anh chị làm bằng Google Colab, anh chị share file Google Colab thầy vô cũng dễ hơn. Đây là đây. Em lộn. Chưa thấy anh. Dạ 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 đi đây. Còn hồi copy nguyên cái code bài thanh nó qua Google Colab chạy thử coi được không? Bị lỗi nha. Dạ dạ. Thầy thấy chưa thầy? Thấy rồi. Nhưng mà dạ. Không thấy kết quả hết trời. Dạ, anh dạ, enter chưa? Nó thông báo không có lỗi như thế nào? Nó lên chỉ có cái mặt phẳng tọa độ OT chứ nó chưa có lên được cái. Đây. Đáng lẽ ra nó phải ra hai cái mô hình đúng rồi, một cái này là cái biểu hiện tập dữ liệu trên mặt phẳng tọa độ OD thôi, còn một cái nữa là cái mô hình hồ quy. Cái này là em add cái thư viện này vô rồi mà sao nó cứ đúng rồi, nó phải vẽ được cái phương trình hồ quy. dạ nó mới hiện ra được cái này. Alo thầy. Là dòng số 19 hả? Hay là còn còn nữa? Dạ còn nữa, còn phía dưới nè Đâu à, ok. tới 25. Ủa mà sao đấy, nó chạy lên gì vậy? Thì nó chạy lên cái hệ tọa độ OXT này thôi thầy. Đáng lẽ ra là nó phải chạy một cái mô hình hồ quy nữa phải không thầy? Nó có một cái đường gạch theo những cái nút màu xanh này nè. Alo. Alo. Đưa lên Google cô lắp chạy đi nha. Dạ dạ. Vậy em copy code để em đưa qua Copy code bắt chưa? này. Em chưa cài cái đó, để em cài cái đó tại vì em xài cái này quen. Em xài Google Colab không cần cài gì hết trơn á, chỉ cần mở trình duyệt đăng nhập vô email. À. dạ, để em làm thử em báo lại. Bài hai là số bằng tay thôi chị Phê, chứ không có cần số bằng có. À, điểm nào mà thấy không ổn rồi thì xóa, à, xóa bằng tay rồi mình chạy lại thì mình sẽ thấy cái hàm hồ quy sẽ tốt hơn.
Cái bài 2 mục tiêu là để cho các anh chị thấy được rằng là nếu mà có một cái điểm nhiễu vô á, thì cái hàm hội quy nó sẽ rất là tệ. Chị Phê hiểu không? Không yêu cầu code, không yêu cầu code bằng, không yêu cầu xóa bằng code. Chị xóa bằng tay cũng được, nó tức nghĩa là chị bỏ ra, chị bỏ cái điểm đó ra rồi chị chạy lại, chị bỏ ra khỏi data set. Chị tạo một data set mới, không có cái điểm đó. Rồi chị chạy lại, chị sẽ thấy cái đường thẳng là nó tốt hơn đúng không? Đó, bài 2 để minh họa cho là gì? Nếu mà có một điểm dữ liệu bị nhiễu là nó khác so với thiên hạ. À, tại sao nó bị nhiễu hả? Theo chị thì tại sao nó bị nhiễu? Có thể là tại vì người ta đánh máy sai đúng không chị? À, có thể tại người ta đánh máy sai, hay là cũng có thể là tại cái người đó hơi khắc thường quá đúng không? Tại cái người đó hơi mập quá thí dụ gì? Đúng rồi, coi cái điểm đó là điểm nào rồi bỏ điểm đó ra khỏi tập dữ liệu, tạo một tập dữ liệu mới, tạo một tập dữ liệu mới rồi làm lại từ ngay, làm lại từ đầu hết cũng được, rồi chạy lại, chị sẽ thấy cái đường thẳng mình. Nãy giờ thầy bị rất mạng. Cái bài 2 là phải như gì không anh chị Phê? Không? Cái bài 2 nếu mà mình để mình không xử lý gì hết trơn thì cái đường mình sẽ được đường thẳng như thế này. Cái này là mọi người thấy rằng là nó rất là dở đúng không? Rồi bữa nay thầy ở trong trường mà sao nó rớt liên tục không biết sao. Cái bài 2 là nếu mình không xử lý cho mình sẽ được đường thẳng này ha. Rồi thì các anh chị bỏ bỏ đi cái điểm mà 90 với 150 á ha. Các anh chị sẽ được cái đường thẳng tốt hơn. Đường thẳng tốt hơn là sao các anh chị?
là đường thẳng nó đi qua các điểm gần hơn đúng không? Đường thẳng tốt hơn là sẽ là đường thẳng này đúng không? Đúng không? Mấy điểm này thì chắc chắn là cái đường thẳng nó gần như này. Bài này nó có một điểm nhiễu. Điểm nhiễu. Nếu mà cái yêu cầu của cái bài 2 là để đề xuất phương án xử lý để có được mô hình dự báo tốt hơn, thì cái mô hình dự báo tốt hơn đó là cái đường thẳng nó phải đi qua các cái điểm thì Đúng nó mới đạt rồi, phân này. đúng rồi. Phương pháp Nếu xử lý mà là bỏ bỏ điểm nhiễu. bỏ điểm nhiễu trên trục y. Bỏ điểm nhiễu thì phải là trục y với trục x luôn chứ, chứ không phải là chỉ là trục y thôi. Bỏ bỏ cái điểm mà x bằng 150, y bằng 90. À dạ dạ Bỏ bỏ cái điểm đó ra, đó là điểm nhiễu. Bỏ điểm nhiễu thì mình sẽ được cái đường nó tốt hơn, là cái đường nó gần như là nó đi qua được các đường thẳng đúng không? Và nếu mà mình để điểm đó là mình sẽ được cái đường màu xanh, mà là mình thấy màu xanh là nó rất là tệ đúng không? Nó không qua được các điểm rồi vậy ha. nếu mà vậy là mình sửa lại, thay vì mình bỏ thì mình sửa lại. Cũng được, nói chung là mình bỏ hay là mình sửa gì cũng được, tùy thôi. Nếu mà Mà mình sửa bỏ sửa 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 giá trị bao nhiêu dạ thì đó, biết được, nếu mà mình bỏ thì nó dễ rồi, nhưng mà mình sửa thì mình tính cái sửa là giá trị bao nhiêu. đúng rồi, mình đâu biết được người đó là như thế nào. Đó. Mình đâu biết là do sai là tại sao, sai là tại vì người ta nhập liệu sai, hay là do là thật sự là có cái người quá mập đúng không? Ví dụ như đây là cái điểm là dữ liệu của lớp mình, biết đâu được có một anh nào đó mập quá trời ha. Hay là thầy 1 mét 1 mét rưỡi à mà nặng 90 kg lần, ví dụ gì ha. Nhưng mà nói tập dữ liệu này thì nó là nhiễu, nó là bất thường đúng không? Rồi với lại có một cái bài hình như là cái bài 7 gì đó, mọi người chú ý là nó không phải là đường thẳng, nó là đường đường cong ha. Thì lúc đó là nếu mà mình sử dụng hội quy tuyến tính thì nó dở lắm, nó sai chưa, thì lúc đó mình sẽ sử dụng hội quy phi tuyến đó. Thầy có xe cho mọi người đó, thầy có xe code rồi. Lớp mình hôm nay nghỉ ở đây ha, thầy hướng dẫn sơ bộ về hội quy, các anh chị khi nào rảnh các chị thực hành thêm nhé. Code thì thầy share gần như tất cả các bài rồi, thì tất nhiên là trong code có thể là nó sai chính tả tí xíu, giống như nãy giờ anh nào phát hiện thêm dấu vết gì đó, mà nói với các anh chị là điều đó là quá dễ rồi, các anh chị phải phải tự tìm ra ha. Có thầy thêm Có khi là thầy thầy copy rồi thầy dán vô mà sao nó mất cái chuyện cái chữ đó thầy cũng không biết. thầy cho mở nhanh cái thầy à, sắp tới giờ 7:30 à. Rồi. Cái lằn màu đỏ mà trên cái sơ đồ mà thầy mới vừa gạch á, cái đó là thầy gạch thêm không, còn cái phần mềm này này nó chạy ra là cái lằn màu xanh dương quá này. Nếu như mà không, nếu mà không bỏ cái điểm nhiễu thì anh sẽ vẽ ra được cái lằn màu xanh dương, sau đó anh bỏ cái điểm nhiễu đi thì anh vẽ lại thì nó sẽ được ra cái đường màu đỏ, là cái đường tốt hơn là đường màu xanh dương, hiểu không? Em thấy nó còn xa lắm, liệu bỏ cái đó để em làm thử, liệu bỏ cái đó không biết nó ra được màu đỏ không, Được chứ, nó chắc còn chắn xa. luôn, bỏ cái đó là ra được màu đỏ. Còn nếu mà không được thì anh gửi mail cho mình ha. Dạ. Rồi nếu mà không ra được, nếu mà anh đã bỏ cái điểm đó mà nó không ra được màu đỏ thì anh gửi mail cho mình, ok đó, Dạ. anh gửi mail cho mail đó có chắc là nó Rồi. sai chỗ nào đó. Chứ một khi mà anh đã bỏ cái điểm mà mình khoanh ở đây, anh phải bỏ là bỏ x y luôn nha, x là 150 và y là 90, như cái điểm đầu tiên mình chèn vô thì phải. Đó, anh bỏ cái điểm đó và anh xây dựng lại, anh code lại cái phương trình Được hội được quy. rồi, Ok đúng không? Ừ. Rồi vậy đó, nó tạm có thời một hai điểm nó đi ngang nhẹ qua thôi chứ nó không có đi xuyên qua hết. đúng rồi, làm sao mà đi xuyên qua được tất cả các điểm này được đúng Rồi. không? Ví dụ như anh vẽ phương trình 2 điểm thì chắc chắn là nó đi xuyên qua điểm, nhưng mà cái này nhiều điểm thì nó phải đi là lại vô thôi, chứ sao mà đi qua được tất cả.
đường thẳng mà chứ không phải đường gấp khúc. Đúng không? Đường thẳng mà, do đó nó vẫn phải có sai số. Nó không đúng tuyệt đối được đâu. Nó phải có sai số. Rồi. Mọi người cố gắng là làm cái bài mà dự đoán giá nhà cũng hay á. Dự đoán giá nhà như bài số 4 thì vậy. Bài số 4 thì thầy chưa công bố code, còn mấy bài kia còn lại thầy có code cho rồi. Với bài số 7 mọi người chú ý là coi chừng nó không phải là hồi quy nha. Nó không phải là tuyến tính, nó là phi tuyến á. Các anh chị vẽ lên biểu đồ ha, thì thấy nó cong cong quẹo quẹo chứ nó không có thẳng nha. Còn cái SI là nó đại diện cho hai cái thuộc tính. Và nếu mà dự đoán giá nhà thì nó có, ví dụ như nó ra 3-4 thuộc tính thì mình làm thêm hai ba cái nữa là nó ra rồi 3, thì nó 3, là 4. Bài năm á, nếu mà nó có nhiều thuộc tính thì nó như bài năm á, bài năm là tới hai thuộc tính đúng không, độ tuổi với chỉ số BMI đúng không. Đâu phải lúc nào cũng một thuộc tính là quá đơn giản rồi đúng không, y mà S cộng B đó. Còn ví dụ như bài năm là tới hai thuộc tính là thì nó phương trình là gì, hồi nãy mình mới có gõ đó, h bằng theta 0 cộng theta 1 x 1 cộng theta 2 sai đó. Hay là nếu mà gọi là y thì gì, y bằng gì, y bằng ax cộng b phải không, y bằng a 1 x 1 cộng a 2 x 2 cộng b đó. Nếu mà có hai thuộc tính trở lên. Rồi cái bài số mấy, cái bài số 6 là có bao nhiêu, bài số 6 là có 7 thuộc tính luôn á, đúng không? Trong thực tế nó nhiều thuộc tính lắm chứ không phải nó chỉ một đâu ha. Tại mình học thì mình học đơn giản, một thuộc tính cho đơn giản. Trong mấy bài thực hành thầy cũng có ghi mấy cái đường link để mọi người tham khảo ha. Đọc thêm mấy bài đó, nhất là những bài giảng của thầy Nguyễn Văn Tuấn trên mạng á, lên YouTube search Nguyễn Văn Tuấn rồi hội quy tuyến tính. Thầy Tuấn có dạy như một số clip cũng khá là hay trên mạng, mọi người coi thêm. Phương pháp hội quy này cũng đơn giản lắm, chứ không gì phức tạp. Rồi tạm thời mình nghỉ ở đây ha. Để coi có thể là thứ ba tuần sau để hỏi thầy Đạt cái, có thể là thứ ba tuần sau lại học lại, tại vì chủ nhật tuần sau thầy cũng bận nữa. Tuần sau nghe nói chuyện nghỉ hè hay gì mà thầy, thật ra tuần này là nghỉ hè không theo rồi, nhưng mà đâu dám nghỉ đâu, nếu mình mà nghỉ rồi thì không biết làm sao kịp thi cho các anh chị, chứ trường là nghỉ hè rồi, trường là nghỉ hè từ thứ hai rồi anh. Nhưng mà nghỉ rồi thì không biết làm sao dạy kịp. Các chị cũng bận quá, không có thể tuần dạy 2-3 ngày được. Nghe thầy Đạt nói những tháng 8 các chị rảnh hơn thì phải. Ủa chừng nào thi vậy thầy? Thầy Đạt nói như giữa là đầu tháng 9 hay gì không? Phải không? Ai biết. Thi chung, thi có đợt mà. Bữa hỏi thầy Đạt nói đầu tháng 9 hay gì á. Cái học kỳ này nặng quá nè, môn nào cũng học cũng làm bài hàng ngày cho anh, rồi thì làm báo cáo rồi thi cuối kỳ luôn nha. Thì đó phải chịu thôi, các anh chị chọn mà, các anh chị tự nguyện học mà, hay là có ai ép không, có ai ép các anh chị học? Thầy cho tụi em nhẹ nhẹ thôi thầy, cứu nhẹ, tụi em chứ thầy. Nhẹ nhẹ thì cũng phải biết chứ, 1+1=2 chứ, giờ 1+1=2 mà không nói được thì lấy gì có bằng để học đúng không? Nhẹ nhẹ thì đúng là nhẹ nhẹ đúng không? Còn không biết gì hết lại là một câu chuyện khác đúng không? Mà con đường đau khổ này các anh chị tự chọn mà, có ai bắt anh chị chọn đâu. Rồi tạm thời mình nghỉ ở đây ha, bye bye các anh chị.